Nam có cái hòn đảo thôi mà con biết đưa một dân tộc đi vào ngõ cụt. 10 năm trước Trung Cộng rất là hùng mạnh. Nếu mà đừng có tham Đài Loan, đừng có tham Hoàng Sa Trường Sa của mình, đừng có tham cái Biển Đông, thì cả ngày hôm nay á, nước Tàu có phải là hùng mạnh không? Sai một ly đi ngàn dặm là đó, lòng tham à. Đừng có tham. Thì hôm nay có ai mà địch nổi Trung Cộng, giàu rất là hùng cường kinh tế, nếu họ không bao giờ họ ngờ. Tham thì thăm, thằng Nga cũng vậy. Đừng có tham một cái mảnh đất nhỏ xíu của Ukraine. Bây giờ đánh cả nước Nga cũng chẳng có biết đánh để đánh làm gì nữa. Mà hôm nay cả một quốc gia điêu tàn, giết hại lẫn nhau, tài nguyên và dân bây giờ rất là căm phẫn Putin. Con thấy cái đó là cái gì? Cũng là lòng tham. Nước Việt cũng vậy, Đảng Cộng sản cũng là người Việt, cũng anh em với mình, cũng da vàng máu đỏ, cũng vì tham, cũng vì phe, cũng vì ý thức hồi mà đưa dân tộc thành nghèo đói, cùng cực, cùng cực trong xã hội, và đồng thời bị khắp thế giới khinh bỉ. Cái gì nói sau này thời hậu cộng sản, lịch sử của Việt Nam là một lịch sử ghi đậm về những thời gian này.